Kính thưa quý vị khán giả, trong ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam tại Manila, Philippines, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhanh chóng làm quen với những quy định khắt khe của ban tổ chức. Mỗi đội chỉ có đúng 1 tiếng tập luyện mỗi ngày mà thôi. Vì thế, để tận dụng tối đa khoảng thời gian này để làm quen với mặt sân và làm quen với mặt cỏ nhân tạo ở SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho cả đội đến sớm và các cầu thủ đã có những bài khởi động bên ngoài đường pit trước khi cả đội dành 1 tiếng đồng hồ trọn vẹn để có những buổi tập làm quen với bóng cũng như làm quen với sân đấu tại SEA Games 30. Về tình hình lực lượng lúc này, các cầu thủ đều có thể trạng khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Mặt cỏ nhân tạo ở sân vận động Rizal Memorial cũng như sân Binan đạt tiêu chuẩn FIFA và tương đối tốt. Có một điều đáng chú ý là dù muốn hay không thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không thể giữ kín tính chiến thuật ở những buổi tập của mình, bởi khuôn viên của sân vận động Rizal Memorial là khá mở, các công nhân vẫn đang làm việc ở đây. Và xung quanh sân Rizal Memorial thì có rất nhiều tòa nhà cao tầng và từ đó có thể quan sát rất kỹ những diễn biến ở trên sân. Chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo biết điều này và ông cũng có những điều chỉnh trong các buổi tập của mình để các đối thủ không thể đoán biết được đội tuyển U22 Việt Nam, chẳng hạn như là cho các cầu thủ mặc những số áo khác với số áo đăng ký với ban tổ chức. Đó là một trong những điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chuẩn bị trong các buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam, giúp chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games lần này. Nhóm phóng viên Quang Việt, Tuấn Đức và Vũ Luân tác nghiệp từ Manila, Philippines.